Mùa vu lan năm nay, mặc cho cơ quan chức năng liên tục kiểm tra xử lý, tuy nhiên tình trạng bát nháo mua bán chim phóng sanh tại các cổng chùa ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn liên tục tiếp diễn, khiến người dân ngán ngẩm. Trong vai người dân đến chùa thắp hương, chúng tôi ghi nhận tại cổng chùa Vĩnh Nghiêm, phường 7, quận 3, xuất hiện một số người dân đem những lồng sắt đến, xếp chồng lên nhau, bên trong là hàng trăm con chim sắt ô bay ríu rít, được một người phụ nữ chào giá 180.000 đồng cho chục con. Khi chúng tôi đặt vấn đề những con chim này có nguồn gốc từ đâu thì người phụ nữ này cho biết. Cách đó không xa, một người đàn ông đứng bên cạnh bốn lồng sắt bên trong có hàng trăm con chim sắt ô. Người này liên tục chào mời rôm rã người dân đến mua chim để phóng sanh. Bên cạnh việc bán chim phóng sanh, cổng chùa Vĩnh Nghiêm còn xuất hiện các hàng bán hoa sen, nước ngọt, nhang đèn. Tất cả tạo ra cảnh tượng vô cùng nhếch nhác. Đáng nói, khi phát hiện chúng tôi ghi hình, những người bán chim tại đây tỏ thái độ gay gắt và yêu cầu chúng tôi rời đi. Tương tự tại chùa Pháp Hoa, phường 14, quận 3, người dân chỉ cần gửi xe và đi bộ vài bước chân sẽ bắt gặp một thanh niên mời chào mua chim để phóng sanh. Khác với những người bán chim ở chùa Vĩnh Nghiêm, nam thanh niên này chào giá 40.000 một cặp, tương đương 200.000 cho 10 con chim sắt. Khi được hỏi về việc lấy những con chim này ở đâu, thì nam thanh niên này cho biết. Sắt lâu chưa? Em á hả? À. Lâu rồi. Nó có tầm 3-4 ngày rồi đó. 40 ngày hả? Nó nhiều lắm. Em đi mua đi bán lại mà. À, mua đi bán lại đúng không? Chứ không phải là em đi bắt mà em về em bán. À. Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một cán bộ thuộc chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc một số người dân mua bán chim để phóng sanh là không đúng, vi phạm quy định pháp luật. Vị này cho biết thật sự không biết những con chim này được những người bán lấy ở đâu về, ấp nở như thế nào, cho ăn những gì, nhưng khi chúng tôi phát hiện mang về cứu hộ thì chúng không thể nào sống được.